Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vấn hay sao mà lại nói nơi ta đi các ông không thể tới được? Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông. Nhưng Đấng đã sai ta là Đấng chân thật, và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì, điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta, Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào được. Đó là lời Chúa. Xin chào ông bà anh chị em. Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ câu chuyện của Gióp hôm qua tôi chia sẻ vào ngày thứ nhất. Và ngày hôm nay tôi mượn gia đình của Gia-cóp cũng ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Câu chuyện này liên quan đến người cha và những người con trong gia đình là anh em cùng huyết nhục với nhau. Gia đình của Gia-cóp được viết trong sách Sáng Thế là một câu chuyện dài, từ chương 37 tới chương 50. Chắc có lẽ ai cũng nhớ cái câu chuyện của gia đình Gia-cóp. Tôi xin tóm lược lại một chút. Ở chương 37 nói về việc Giu-se bị anh em mình bán sang Ai Cập cho người Ismael. Chúng ta nhớ khi Gia-cóp có vợ, sinh được 12 người con. Và 12 người đó là chi tộc của nước Do Thái, của dân tộc Do Thái sau này. Và Giu-se là người mà Gia-cóp rất yêu thương. Ông yêu thương một cách đặc biệt. Và hình như là vì là con cưng cho nên Giu-se không có đi làm. Một hôm khi 11 anh em đi chăn chim, chăn cừu, Gia-cóp mới sai Giu-se và ra xem coi con anh em con đang chăn chiên ở đâu. Và khi Giu-se đi tới thì 11 người anh em này mới bàn mưu tính kế để giết Giu-se. Sở dĩ mà họ giết Giu-se là bởi vì cái anh chàng Giu-se này nè, đứa em của 11 người anh em này, lại mơ một cái giấc mơ là ông ta là một ngôi sao lớn. Ông ta mơ là ông ta thấy một ngôi sao lớn, 11 ngôi sao khác quỳ lạy cái ngôi sao này. Và khi kể cái giấc mơ này lại cho Gia-cóp thì Gia-cóp bảo rằng biết đâu sau này con Giu-se sẽ làm một điều gì đặc biệt. Và cũng từ cái giấc mơ đấy mà anh em bắt đầu sinh lòng ghen tị, vì cho rằng đứa em đấy nó chơi trèo những đứa anh, bắt anh phục lại mình. Và vì vậy cho nên những người anh này tìm cách để hại Giu-se, giết Giu-se. Nhưng trong đó có một anh em, người anh cả: thôi đừng giết, giết sẽ vấy máu không được, bỏ em xuống giếng. Rồi anh đó là muốn bỏ xuống giếng để sau khi anh em đi về là lôi Giu-se lên để cứu em. Nhưng mà lúc đó có một đoàn dân người Israel đi buôn từ Do Thái qua bên Ai Cập. Và có một người anh em trong nhóm 11 anh em đấy nảy sinh ra một ý định: thay vì giết, thay vì bỏ xuống giếng thì bán quách Giu-se lấy tiền ăn nhậu. Thế rồi tất cả đồng lòng bán Giu-se cho người Ismael.
và lấy tiền, rồi lấy cái áo ngoài của ông Giuse, rồi giết một con bê, lấy máu bê đó nhúng vào cái áo của ông Giuse. Sau khi ăn nhậu chán chê rồi, rồi anh em đi về cầm theo cái áo của Giuse về nói với Gia-cóp với bố mình là em Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Và từ đó trở đi, chúng ta thấy cái tôi mời gọi ông bà anh chị em, điều đầu tiên tôi dừng câu chuyện ở đấy để chúng ta khám phá những nhân vật trong gia đình của Gia-cóp như chúng ta khám phá những nhân vật trong gia đình của Gióng hôm qua. Trước tiên là Gia-cóp, ông là người cha trong gia đình, ông này có nhiều vợ. Chúng ta nhớ Gia-cóp có 4 vợ chứ không phải 1 vợ, ok, ai nào ở trong sạch. Và vì vậy ông ta có 12 người con. Vì nhiều vợ và 12 người con nên có sự căng thẳng ở trong gia đình giữa các bà vợ với nhau, giữa các con cái với nhau. Xin lỗi các ông và 2 vợ điều hành cũng đã khó rồi phải không kìa? Khó chứ. 2 vợ điều hành khó rồi, đằng này 4 vợ. Và 2 vợ, 3, 4 người con là đã mệt với nó rồi, đằng này 12 người con. Chúng ta thấy, chúng ta đặt chúng ta vào trong cái bối cảnh của gia có. Chúng ta đừng đặt là Thiên Chúa quan phòng, đừng vội bỏ Thiên Chúa vào trong cái gia đình này trước. Đừng. Chúng ta nhìn dưới cái con mắt của một gia đình bình thường. Và Gia-cóp như Kinh Thánh viết, yêu Giuse hơn các anh em và may cho cậu một áo trùng dài. Để ý cái chi tiết này tiếp tục. Nhân vật thứ hai đó là Giuse. Cậu là con trẻ, đẹp trai, có sức thu hút đối với nữ giới. Chắc chắn rồi. Anh có một giấc mơ và đem kể cho cha và các anh của mình nghe. Giấc mơ đấy được vượt kể. Từ đó, từ cái giấc mơ, từ cái việc kể đó, Giuse gây nên cái sự khó chịu giữa anh em với nhau. Chúng ta thấy bắt đầu có sự rạn nứt trong anh em ruột ở trong gia đình. Xin lỗi ông bà anh chị em, nếu mà ông bố bà mẹ nào mà thiên vị một đứa con nào là tôi bảo đảm gia đình đấy là anh em có lục đục ngay, đúng không vậy? Thương cái người này hơn mấy anh em chị em kia không được thương, thế là cái nhóm không được thương nên nó tụ vào với nhau để nó tìm cách để nó hại cái anh mà bố mẹ thương đặc biệt thiên vị. Nhân vật thứ ba đó là các anh em của Giuse. Trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc suốt 37, từ chương 37 đến chương 50 của sách Sáng Thế, chúng ta sẽ thấy rằng những anh em của Giuse được mô tả là họ không sống gương mẫu. Luôn luôn có một sự hận thù, ghen ghét, ghét tị nào đó trong anh em với nhau. Ngay cả khi mà anh em ngồi lại với nhau cũng bất đồng ý kiến. Nhân vật thứ tư là bà mẹ. Ở đây không thấy nhắc tới trong gia đình của bà, của ông Gia-cóp. Tôi nghĩ rằng là bà đã chết. Mà nếu bà có mặt thì chắc chắn sẽ làm dịu đi sự thù nghịch giữa các anh em với nhau. Và nếu có một bà vợ, bà mẹ ở trong nhà thì cũng dễ thuyết phục để Giuse không kể lại giấc mơ cho cha và cho anh em mình. Các bà, các chị làm mẹ có đồng ý không cơ? Khi con mình có một cái gì là hay chạy tới nói với mẹ lắm, nhất là con trai. Mẹ ơi con có cái này con kể cho mẹ nghe. Tôi cũng vậy thôi, khi mẹ tôi còn sống tôi là linh mục rồi, và khi tôi về là tôi mẹ ơi đâu rồi là tôi lại xà vào lòng mẹ tôi để tôi kể những cái chuyện của giáo xứ hoặc là kể chuyện của mình cho mẹ nghe. Xin mẹ một lời khuyên. Ở đây chúng ta thấy hình như là, và chắc chắn bà vợ của Gia-cóp đã chết. Và nếu bà ta có mặt thì chắc có lẽ bà ta là một máy điều hòa trong gia đình, để làm sao đó cho cái rượu của anh chị em, cái rượu của gia đình nó nhẹ xuống. Và chắc chắn Giuse sẽ kể cái giấc mơ này cho mẹ mình trước khi kể cho bố hay kể cho anh em. Mà khi kể cho mẹ thì bà mẹ sẽ khôn ngoan để cản Giuse đừng kể cho bố hay cho anh chị em. Chúng ta nhận ra thế bà, cái vai trò của người vợ và người mẹ trong gia đình rất tuyệt vời.
Xin các ông đừng hất hủi vợ mình nhé. Xin các con cái cũng đừng làm cho mẹ mình buồn. Một bà mẹ, một bà vợ trong gia đình rất quan trọng. Mà hồi nãy tôi nói là cái máy điều hòa làm cho cái nóng của gia đình nó dịu xuống với cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng, với cái đức tính của người phụ nữ rất quan trọng. Mà tôi thấy ở trong gia đình Jacob này thiếu bà vợ. Cái bà vợ hôm qua của gia đình Gióp thì khác, đúng không? Bà vợ bà chằn quá. Quá chằn. Ông còn tin với Chúa nữa không? Ông lằng nhằng thế, ông bị như thế. Còn tin vào Chúa nữa, bà đấy thì dữ quá. Còn cái bà vợ ở trong gia đình Jacob này, tôi thấy bà này nếu còn sống thì chắc có lẽ là một cái cơn làm nhẹ đi cái khó khăn của gia đình Jacob. Thứ hai, những lý do làm cho gia đình của Jacob xáo trộn. Chúng ta đi tìm cái lý do. Thứ nhất, cái lý do thứ nhất chúng ta có thể tìm ra đó là sự thiên vị. Sự thiên vị mà người cha đã tạo ra. Chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả các anh cậu thấy cha yêu hơn tất cả, cha yêu như xe đó, hơn tất cả các anh thì sinh lòng ghét cậu và không đối xử tốt với cậu. Xin ông bà anh chị em để ý là những người cha người mẹ đừng thiên vị con cái, cố gắng yêu mọi đứa như nhau. Tôi thấy rằng nếu mà có đứa con nào nó đi về nó hay mua đồng quà tấm bánh là thích lắm, nói gì bố mẹ cũng nghe, không khéo cả gì chúc cho nó luôn cả nhà cả đất. Còn những cái anh mà không bao giờ nó mua cho đồng quà tấm bánh nào thì không có một tí nào trong di chúc, coi chừng sẽ làm cho gia đình của mình bị lộn xộn và xáo trộn. Jacob yêu Giuse hơn tất cả các con nên may cho cậu một áo trùm dài tay. Chúng ta nhận ra một chi tiết này: cha thương Giuse quá nên cậu bị ghét. Hành động của người cha tạo nên sự oán thù của những người anh em Giuse. Họ không thể trả thù được cha vì sự thiên vị này, thì họ trút tất cả lên người mà ông bố này thương, trút tất cả lên ông anh chàng như xe. Và như thế anh không có sự bảo vệ. Ở đây chúng ta thấy một cái điểm này nhỉ? Là ông Jacob không biết các anh em ghét như xe. Nếu biết thì chắc có lẽ nó đỡ hơn. Ông này rất là đơn sơ, ông bố đơn sơ lắm, tại vì đó là đứa con mà mình sinh ra từ tình yêu của mình. Nếu chúng ta đọc lại ở trong câu chuyện của Jacob, cho nên ông mới thương lắm. Vì ông thương Ra-khen cho nên ông mới lấy Ra-khen, sau cùng mới đẻ ra được Giu-se. Ông thương nó lắm. Còn những người trước là những người bị gán vào thôi, Lê-a hoặc là đầy tớ của Lê-a hoặc là đầy tớ của Ra-khen đều là những người gán vào cho Jacob chứ không phải tình yêu thật. Tình yêu thật của Jacob là Ra-khen, và Ra-khen sinh cho Jacob đứa con Giu-se này. Ông yêu lắm, ông mến, ông đơn sơ lắm, không biết là anh em của mình đang ghét con của mình, ghét Giu-se. Cái lý do thứ hai mà chúng ta khám phá ra đó là sự dại khờ và đơn sơ của Giu-se. Một người em rất đơn sơ, rất dại khờ. Cho nên chính Giu-se ngây thơ kể lại giấc mơ của mình. Chính cậu không nhận ra được những người anh đang oán hận và giận dữ mình. Cho nên khi kể lại cái giấc mơ của mình thì lại càng làm cho anh em của mình ghét mình. Thì nghĩ rằng nếu mà Giu-se mà tỉnh một chút ấy, không có đơn sơ đó, thì chắc có lẽ không kể câu chuyện này với các anh đâu, chỉ kể cho bố thôi. Nhưng mà đằng này lại bộc bạch cả cho bố, cả cho anh em. Mà trong khi đó Giu-se lại không biết rằng các anh đang ghét mình. Không biết. Và vì vậy cho nên khi kể ra cái giấc mơ này thì lại càng gây ra cái cú sốc nặng hơn cho các anh em của mình. Thứ ba, hậu quả của sự hiểu lầm. Oán giận dẫn họ đến mưu tính giết em ruột của mình. Chúng ta thấy kinh khủng. Vì hiểu lầm, vì ghen tức, cho nên những người anh em của Giu-se đi tới một cái tội rất kinh khủng.
đó là giết em ruột của mình. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay, hoàn cảnh của các gia đình ngày hôm nay vẫn có đấy. Khi cha mẹ chia của cả cho con cái mà không đều, hay là có những đứa nó chẳng được cái gì, thế là đem ra tố giác ngoài xã hội, tố giác ngoài chính quyền, làm khổ cả cha cả mẹ, khổ cả anh em, mà không giải quyết tới nơi tới chốn là khử nhau bằng dao, bằng búa, bằng xã hội đen. Có không cơ? Có chứ không cơ? Có chứ, ai bảo không có. Cái hiện trạng của gia đình Du Gia Cóp là hiện trạng mà xã hội ngày hôm nay các gia đình đang góp phần. Chúng ta để ý ban đầu các anh em không có ý đó đâu. Ban đầu anh em của Du Xe không có ý giết em đâu. Họ chỉ ghét Du Xe thôi, không ưa thôi. Nếu tai họa nào đó đổ xuống trên cậu thì họ sẽ thích thú, họ hài lòng, họ không khóc lóc. Nhưng mà một lúc thiếu kiềm chế, họ thấy Du Xe từ đằng xa và họ đồng ý giết cậu. Chúng ta thấy ban đầu nó chỉ là ghét, không ưa. Từ cái ghét không ưa đấy, bắt đầu nó đẩy con người lên cái sự hận thù. Và sự hận thù lên đến cao độ là xử nhau bằng dao búa, giết. Khi phản bội và bán cậu thì họ bắt đầu nói dối. Đây chúng ta thấy nguy hiểm. Không giết được do góp ý của anh em, cho nên các anh bán Du Xe qua bên Ai Cập. Và khi bán cho người Ismael đưa qua bên Ai Cập thì anh em về đồng lòng nói dối bố mình là Du Xe đã bị thu giữ tăng thịt. Lòng thù ghét làm họ xúc phạm thêm những tội khác nữa, là xúc phạm đến phẩm giá của người cha. Nói dối bố để cho bố tin rằng thú dữ đã ăn thịt Du Xe, xúc phạm đến ngay người bố của mình luôn. Nói dối bố. Khi cha họ khóc, họ cũng giả vờ khóc theo. Đấy là cái điều giả dối kinh khủng của những người con trước mặt cha. Thấy bố khóc bằng đấy, anh em cũng hồ theo khóc, nhưng mà thực sự trong lòng nó vui, đúng không ơi? Khử được đứa em rồi, bán qua bên kia rồi, nói dối bố, bố mất ăn mất ngủ bố khóc, mình cũng khùa vào khóc như là bố vậy. Nhưng mà cuối cùng trong lòng vui lắm, khử được một anh. Chúng ta thấy đây xúc phạm đến nhân phẩm của bố, và đây là một sự giả dối rất kinh khủng của con người. Trong gia đình của bạn chị em có đấy, có những đứa con nó cũng khóc theo bố đấy, khóc theo mẹ đấy, nhưng mà thực sự khi em nó chết, chị nó chết, hay người mà không được, nó được chia của cải nhiều chết, nó không được tí gì, nhớ may tai nạn làm chết, bố mẹ lăn ra khóc, cái đứa con đấy nó cũng khóc theo nhiều, trong một lòng nó vỗ tay, đáng đời cho mày. Ok, chúng ta thấy ở trong thực tế của câu chuyện của Gia Cóp, sự giả dối này theo đuổi họ nhiều năm. Chúng ta thử tưởng tượng gia đình này, trong đó mỗi người đều nơm nớp sợ sự thật bị tiết lộ bởi một trong những anh em của mình, sợ lắm. Cho dù họ đồng lòng nói dối, nhưng mà nhớ may trong 11 đứa anh em đấy có anh nào đó nó tì tội với cha thì sao? Cha biết sự thật là chết. Các vị đồng ý với tôi không đó? Là chết ngay lập tức. Và vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy trong anh em của gia đình Gia Cóp này có một sự thông đồng im lặng, làm cho họ đều sống trong tội lỗi. Và từ đó mỗi người đều nghi ngờ và đầy sợ hãi. Nghi ngờ vì sợ một ai đó tiết lộ sự thật cho bố, sợ hãi vì khi sự thật được phơi bày thì chúng ta thấy sự thông đồng im lặng kinh khủng này tai hại biết là chừng nào. Các vị đồng ý với tôi không? Nếu mà đồng lòng mà giấu đi thì tốt, nhưng mà nhớ mày có một anh nào nó tì tọt, bố ra con nói cái này, khi anh em nó đi làm hết hoặc là ở, nó rủ bố, nó là gọi bố ra một cái chỗ nào đó, hay là đêm anh em ngủ hết, gọi bố dậy, bố ơi, Du Xe không phải chết đâu, chúng con bán có Ismael, chúng con bán có bên Ai Cập, rồi chúng con giết bê, giết bò ăn, rồi tiền mua được chúng con xài hết rồi, cái áo đấy là máu của dê chứ không phải máu của Du Xe đâu, là chết. Tôi bảo đảm ông phố sẽ khử ngay mấy cái anh này, chứ làm sao. Cho nên cái sự im lặng,
cái sự giả dối, cái sự thông đồng làm cho anh em của Giuse luôn luôn sống trong sự sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Lo sợ là sự thật. Sự thông đồng giữa im lặng và âm mưu chống lại người cha đè nặng trên gia đình gia có. Sự hòa giải chỉ đến, xin nhớ dùng tôi, khi Thiên Chúa ra tay hành động. Nghĩa là Thiên Chúa có thể hòa giải những hoàn cảnh thất vọng nhất, những hoàn cảnh dường như là đóng băng trong sự dối trá và ngoan cố. Khi Giuse và những người anh em được đưa vào trong sự quan phòng của Chúa để mỗi người khám phá ra sự thật của mình và thực hiện việc hòa giải, chỉ có Thiên Chúa mới có sức mạnh khi Ngài ra tay để hòa giải cái nội bộ của gia đình gia con. Tôi nghĩ rằng gia đình của bà anh chị em cũng vậy. Những thái độ oán giận với người cha, sự bất lực để chấp nhận ông, hoặc là ao ước tránh xa ông là những hiện tượng xảy ra trong gia đình ngày hôm nay, trong con cái chúng ta ngày hôm nay. Rồi chối bỏ người cha, người mẹ của mình, có khi chấp nhận nhưng mà bề ngoài chấp nhận nhưng bề trong không chấp nhận, hoặc là âm thầm hay thông đồng để chống lại cha mình bằng lời nói, cử chỉ và hành động. Chúng ta không có nắm hết được con cái của chúng ta. Thiên Chúa trên cao, Ngài thấy và biết tất cả, và Ngài biết phải làm thế nào để đưa mọi người về với Ngài. Đây là điều tôi xác tin. Nếu gia đình ông bà anh chị em ở trong cái tình trạng gia đình của gia có, tôi vừa mới chia sẻ, ông bà anh chị em an tâm, Chúa ở trên cao, Ngài thấy hết và Ngài sẽ có cách. Lát nữa chúng ta sẽ thấy Ngài có cách để hòa giải gia đình gia có này. Ngài có cách để đưa mọi người trở về với Ngài. Như thế hôm nay tôi mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để cho sự khác biệt và mối bất hòa không thể hòa giải, trong sự chắc chắn rằng Thiên Chúa chăm sóc và mời gọi chúng ta cùng chăm sóc anh chị em của mình. Chúng ta đi tới cái việc là những người thực hiện hòa giải. Từ chương 37 đến chương 50 của sách Sáng Thế cho chúng ta nhận ra sự hòa giải của gia đình gia con. Đọc những chương này chúng ta nhận ra biết bao sự khôn ngoan, kiên nhẫn, tử tế để phục hồi và chữa lành mớ lộn xộn cả thù hận, dối trá và bạo lực trong suốt những cái chương dài này. Câu chuyện tóm lại những yếu tố của sự chia rẽ bằng cách đưa ra một cuộc hành trình đòi nhiều nỗ lực vì những vết thương trong tâm hồn cần phải thời gian để chữa lành. Và vì vậy cho nên khi có một mối bất hòa trong gia đình của ông bà anh chị em, không thể thực hiện một cách vội vã đâu. Không thể hôm nay đánh vợ xong rồi tối nay bảo vợ ơi tha cho anh nhé. Không đâu, không dễ gì đâu, đúng không đây? Vừa đánh vợ xong anh quay ra vợ tha cho anh nhớ, thì tôi bảo đảm bà đấy không chịu té nước vào mặt ra mà chừa. Hoặc là vợ vừa mới làm gì khó chịu xong rồi bảo anh ơi tha cho em nhớ, thì tôi bảo đảm ông chồng đấy phải buông ra vài câu cho nó đỡ tức. Cho nên việc hòa giải trong gia đình phải không thực hiện một cách vội vã, nhưng đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài và kiên nhẫn. Và như vậy nếu một đôi khi ông và anh chị em, vợ chồng có cãi nhau chăng nữa, thì không thể tức khắc làm hòa ngay đâu. Phải có thời gian 1-2 ngày sau nó dịu xuống, nó lắng xuống cái đã, rồi lúc đấy mới làm hòa, đúng không ạ? Có ai vừa đánh vợ thì xin vợ tha lỗi ngay không? Xin các chị có tha lỗi được không? Tụi nó có thánh ấy. Thánh không có tha lỗi được. Thế bây giờ các bà mà vừa phạm nói với chồng mình xong rồi bảo anh ơi tha cho em nhớ, thì có tha không? Hay không khéo ông lại còn vả cho vài cái vào tai chứ. Không dễ, cho nên vẫn phải đòi thời gian, sự kiên nhẫn. Người bước đi trong việc hòa giải bài toán bất hòa, xóa tan hận thù và chia rẽ này là Thiên Chúa. Cái người mà có thể hòa giải là Thiên Chúa. Tuy nhiên ở trong câu chuyện của Gia-cóp, chúng ta không thấy Thiên Chúa xuất hiện. Trong gia đình của Gia-cóp không có một phép lạ nào xảy ra. Không có. Không có các sấm ngôn, không có các lời tiên tri loan báo. Nhưng Thiên Chúa dẫn đến sự hòa giải
qua sự chuyển động thông thường của sự quan phòng mà chúng ta phải nhận ra. Tôi mời đọc mời anh chị em, chúng ta đọc lại trong gia đình Gia-cóp này. Nhờ sự quan phòng mà Giu-se gặp may mắn ở Ai Cập. Ông qua đó không biết ông bị nhốt vào tù, rồi sau này ông làm tể tướng. Xin nhớ dừng tới câu chuyện của Giu-se, chắc ai cũng biết. Cũng không phải là chuyện lạ khi nạn đói xảy ra trong vùng. Sau khi ông làm tể tướng, nạn đói xảy ra, rồi ông ấy phát gạo cho dân của mình, rồi anh em ở Gia-cóp mới con cái của Gia-cóp, anh em của Giu-se mới đi qua bên Ai Cập để mua lúa về ăn đó. Chúng ta nhớ điều đấy. Thiên Chúa Đấng luôn làm việc hòa giải ẩn đi trong sự thông thường, được gọi là những sự kiện của cuộc sống được quan phòng. Đây rất là quan trọng trong đời sống gia đình của anh chị em. Những biến cố xảy ra đôi khi chúng ta không có nhìn dưới lăng kính của Thiên Chúa, chúng ta không nhìn dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta không biết rằng Chúa đang quan phòng cho chúng ta để những cái sự kiện đó nó xảy ra. Giờ đây tôi mời gọi các vị ngồi thử nghĩ lại quá khứ đã qua của gia đình mình, với những biến cố tưởng chừng như thử thách, sự giữ mình khó chịu, có khi than thân trách phận, có khi trách mắng Thiên Chúa, nhưng sau đó các vị mới hòa ra và nhận ra rằng Thiên Chúa thật khôn ngoan và là một người cha quan phòng cho gia đình của chúng mình. Tôi mời gọi mọi người chỉ thinh lặng là một tí đi, nhìn lại cái hoàn cảnh gia đình của mình cho đến ngày hôm nay. Những cái biến cố xảy ra có khi tưởng chừng như là cái sự giữ nó ập đến, thử thách vân vân. Bây giờ nếu mà ngồi lại ngó lại đằng sau đi, ngó lại mấy chục năm ông bà anh chị em sống đời sống gia đình đi, ngó lại 5-10 năm chúng ta ngó lại đi, chúng ta mới hòa ra nhận ô thì ra Chúa tuyệt vời, Chúa là một người cha quan phòng dẫn chúng ta đi từng bước một trong những biến cố xảy ra trong hoàn cảnh của từng gia đình. Vậy nên sự quan phòng của Thiên Chúa được nhận ra tùy vào sự phân tích của chúng ta để nhận ra dấu chỉ, tùy vào cái lăng kính, cái con mắt, tùy vào cái đức tin của chúng ta, tùy vào sự phó thác của mình với Thiên Chúa để chúng ta nhìn những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình dưới lăng kính của Thiên Chúa mới nhận ra ý của Ngài. Những dụng cụ mà Thiên Chúa gửi đến có thể hòa giải cho anh chị em trong gia đình gia con. Ông Giu-se, đây là dụng cụ mà Thiên Chúa gửi đến để hòa giải gia đình anh em ông ấy đây. Bằng một sự sắp xếp của Thiên Chúa, ông đã trở nên dụng cụ cho việc hòa giải của gia đình. Trước tiên, ông phải thực hiện một cuộc hành trình qua những biến cố khủng khiếp xảy ra trong cuộc đời của ông. Muốn trở thành một người hòa giải trong gia đình của mình, thì Giu-se phải chấp nhận những biến cố xảy ra trong cuộc đời của anh. Tôi kể, bị bỏ xuống giếng, bị bắt làm nô lệ, bán cho người Israel, đưa qua bên Ai Cập làm nô lệ, bị nhốt vào tù. Giu-se bị nhốt vào tù vì bị vu oan ăn ở với bà vợ của ông tể tướng. Tất cả như thanh luyện ông, dạy ông biết hiểu tính phức tạp của cuộc sống mà khi còn bé ông không thể hiểu hay tưởng tượng sẽ xảy ra cho cuộc sống và bản thân của mình. Tôi thấy Giu-se học một bài học quá đắt giá cho việc trở thành dụng cụ hòa giải của Thiên Chúa. Ông và từ cái bài học đắt giá này, ông trở nên người khôn ngoan và ngay thẳng để có thể ra kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử, và vì thế ông hòa giải anh em của ông. Tôi nghĩ rằng trong gia đình của ông bà anh chị em, nếu có sự khủng hoảng trong gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa con cái với nhau, tôi tin rằng trong gia đình của ông bà anh chị em sẽ có một nhân tố Thiên Chúa dùng để hòa giải, mà nhân tố đó phải chấp nhận trả một giá rất đắt, có thể đắt như Giu-se. Chúng ta xem này, lần gặp mặt thứ nhất, khi các anh em tới mua lúa gạo, họ gặp được người anh em của họ mà họ không nhận ra. Giu-se đặt họ vào sự bối rối, thử thách họ, và những người anh em của ông cảm thấy hối hận vì tội lỗi trong quá khứ. Họ tin rằng Thiên Chúa trừng phạt họ. Khi mà anh em Gia-cóp đi qua để mua lúa gạo lần thứ nhất, anh em không nhận ra Giu-se. Họ bảo nhau: than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta thấy
nó phải ngặt nghèo, nó năn nỉ chúng ta nhưng chúng ta không nghe. Chính vì thế mà chúng ta phải cảnh ngặt nghèo này. Ông Ruben trả lời rằng: tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé, nhưng các chú đã không chịu nghe, bây giờ phải đền nợ máu của nó. Bắt đầu anh em nhận ra tội. Lần gặp thứ hai, Giuse thiết đãi họ một bữa tiệc và để vào trong bao lúa của họ một chén bạc và cho họ là người ăn cắp. Đây là một cuộc thử thách gay go nhất với các anh em của ông. Nhưng kết cục ông òa lên khóc và tiết lộ tung tích của mình. Ông Giuse nói với các anh em này: tôi là Giuse đây, cha còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Giuse lại nói với anh em: hãy lại gần tôi. Họ lại gần, ông nói: tôi là Giuse, đứa em mà anh đã bán, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang Ai Cập, chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Con người hòa giải tuyệt vời sau khi đã trải qua biết bao nhiêu cái khổ của mình. Mọi sự xảy ra làm cho Giuse đau khổ nhiều, nhưng với một mục đích là hòa giải các anh em của mình. Nút thắt ở đây được gỡ, sự thông đồng im lặng nay được phá bỏ. Ok, bao nhiêu năm anh em sống trong sự lo sợ, sự thông đồng im lặng, sợ những anh em tố giác với bố của mình, thì ngày hôm nay Giuse bắt đầu là nút thắt, là nút gỡ cho cái sự thông đồng im lặng này. Mọi sự được phá bỏ. Nếu Giuse chỉ nghĩ về ông sẽ trả thù. Nhưng Giuse nhận ra mình góp một phần nhỏ nào đó trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để cứu độ một dân tộc. Và vì thế đòi hỏi ông phải xóa đi hận thù từ những năm tháng trước, có khả năng phi thường để hòa giải. Con người Giuse tuyệt vời lắm. Chắc chắn gia đình chúng ta cũng vậy. Tôi nghĩ rằng gia đình của ông bà anh chị em cũng cần một người như Giuse để hòa giải những mối bất hòa trong gia đình, trong anh chị em với nhau, khi ý thức mình góp một phần nào đó vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để xóa đi mặc cảm, ích kỷ, oán hận, trả thù, mà có khả năng tha thứ, hòa giải, sống lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi nghĩ trong gia đình của ông bà anh chị em sẽ có những nhân tố đấy. Và mỗi người góp phần một chút thì gia đình của ông bà anh chị em không còn khó khăn. Giuse đã khơi lên trong tâm tình anh em mình thú tội và thống hối. Đó là việc làm của chúng ta ngày hôm nay, khi con người bị biến đổi bởi các hành động tội phạm và bất chính. Không phải chỉ nói với họ rằng anh đi bình an, mà còn giúp họ nhận ra lỗi lầm của họ để họ thay đổi. Đó là cách Giuse. Và khi ở đây chúng ta thấy này, ông Giuse tuyệt vời. Khi Gia-cóp chết, các anh em vẫn sợ Giuse trả thù, xin ông tha thứ theo ước nguyện của ông bố. Các anh nói như thế này: các anh Giuse thấy cha mình đã chết thì bảo nhau, không kéo Giuse còn hận chúng ta và trả chúng ta, trả lại cho chúng ta những điều ác chúng ta đã gây cho nó. Họ sai người đến nói với cha, cha của chú, sai người nói đến với ông: cha của chú trước khi chết đã truyền rằng các con hãy nói thế này với Giuse: thôi xin con tha tội cho các anh em con, vì họ đã gây điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú. Giuse khóc khi họ nói với ông như thế. Nghĩa là Giuse không còn hận thù nữa, nhưng mà anh em vẫn còn sợ cái sự hận thù mà Giuse sẽ trả đũa. Ông Giuse nói như thế này: đừng sợ, tôi đâu có quyền thay Thiên Chúa. Các anh định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt để thực hiện việc xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và các con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Như thế tôi kết luận: tha thứ là không còn nhớ tới tội của anh em mình nữa. Và khi đã tha thứ thì phải đi tới việc hòa giải. Nếu tha thứ không có việc hòa giải thì đó là một sự tha thứ giả dối trên môi miệng. Còn nếu tha thứ đi theo việc hòa giải, đó là sự tha thứ thật. Ông bà anh chị em đồng ý với tôi không?
Khi hai người xúc phạm với nhau, tôi tha cho anh rồi, anh tha cho em rồi, em tha cho anh rồi, mà không đi tới cái tiến trình hòa giải, thì tôi bảo đảm nhìn thấy mặt nhau thì vẫn còn muốn đấm nhau. Thấy nó lên trước lễ là cấu kỉnh lắm. Ok. Như vậy sự tha thứ đấy không trọn vẹn, vẫn còn trong sự giả dối, vẫn còn trên đầu môi trong lưỡi. Cho nên ở đây chúng ta thấy du xe tha thứ đến độ không nhớ tới tội của anh em mình và đi tới cái tiến trình hòa giải với anh em của mình. Còn nếu trong gia đình của chúng ta, nếu có được sự tha thứ thì chúng ta phải đi tới với tiến trình hòa giải. Nếu hai vợ chồng lục đục với nhau, anh tha cho em rồi, em tha cho anh rồi mà không đi tới tiến trình hòa giải, tôi bảo đảm ăn cơm vẫn còn ngương lắm anh chị ạ. À, ngồi đối diện với nhau ăn cơm vẫn khó lắm. Hai người hàng xóm xúc phạm đến nhau, bảo sẵn sàng cha khuyên đi lễ, đi xin tội cha khuyên, bảo thưa cha con tha rồi nhưng mà sao con nhìn thấy nó con tức lắm, máu con cứ sôi lên. Chưa đi tới tiến trình hòa giải, ok, vẫn còn lung đục gì đó trong cái tâm của mình không ổn. Và như vậy tha thứ phải đi với hòa giải, đẩy chúng ta tới việc hòa giải. Những người thực hiện tiến trình hòa giải là những người anh em của Giuse. Giuda đã nói lên những lời xúc động, dù trước đây anh đã lập kế để giết em. Chúng ta thấy, xin Ngài xá lỗi, xin cho tôi tớ Ngài nói một lời thấu đến tai Ngài, xin Ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ của Ngài. Ngày thứ hai, tôi mời gọi ông bà anh chị em cùng tôi nhớ lại và khảo sát gia đình của Jacob, để chúng ta, nếu là Giuse thì tôi mời gọi cái người đóng vai trò Giuse trong gia đình là người hy sinh cho người khác, chúng ta sẽ trở nên dụng cụ của Thiên Chúa để cho Ngài sử dụng trong từng lúc, từng biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình, và là người thực hiện sứ vụ hòa giải khi sẵn sàng hủy mình đi và xóa bỏ mọi hận thù oán ghét những người trong gia đình hay những anh chị em sống xung quanh chúng ta, không còn nhớ tới tội lỗi hay lầm lỡ của họ, để chúng ta đi tới tiến trình hòa giải với họ. Nếu chúng ta là những người anh em như anh em của Giuse, chúng ta hãy thực hiện một tiến trình hòa giải tận căn, nghĩa là quay về với Chúa, với anh chị em của mình, mà tin tưởng vào lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời cũng tin tưởng rằng anh chị em của mình tha cho chúng ta thì họ không còn oán hận và ghen ghét chúng ta nữa. Nếu chúng ta cứ nằm ở trong cái mặc cảm anh chị em của mình tha cho mình rồi và mình cứ nghĩ là họ không tha cho mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ có mặc cảm đấy và chúng ta chết trong sự mặc cảm đấy. Như thế chúng ta mới thực sự sống đời sống gia đình trọn vẹn, sống lòng thương xót của Thiên Chúa giữa tha nhân và sẵn sàng đồng hành với các gia đình khó khăn để giúp họ thăng tiến và sống trọn vẹn ơn gọi trong đời sống hôn nhân. Tôi xin chúc mọi người, nếu rơi vào tình trạng của gia đình gia góp, thì chúng ta một là tiến tới tiến trình hòa giải như các anh em ở trong gia đình Giuse, và nếu chúng ta lỡ may chúng ta có bị xúc phạm thì chúng ta hãy là nhân tố để Thiên Chúa sử dụng, như là dụng cụ, như là ông Giuse, để chúng ta tha thứ và hòa giải với anh chị em của mình, để cho gia đình của chúng ta trở thành một gia đình thực sự không còn những khó khăn nữa.